Hôm trước có khách hàng hỏi Ngọc Ánh là anh chị xem cái căn ở bên Phú Lương, em nói là có căn 32 và 36m, 32m thì quay rồi mà anh tìm mãi không thấy 36m ở đâu. Thì trong video này Ngọc Ánh sẽ quay căn nhà 36m² ở Phú Lương gửi cho quý anh chị nhé. Với cái căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích 36m, ngõ trước nhà như quý vị nhìn thực tế nhá. Đây, ngõ trước nhà 2m, cách với lại trục đường chính Phú Lương 100m. Với cái 4 căn nhà này thì chỉ có duy nhất căn nhà này là diện tích rộng nhất thôi mọi người ạ. Cho nên mời mọi người theo em vào khám phá căn nhà với phần cửa chính của ngôi nhà ở đây. Thiết kế là cửa sắt sơn tĩnh điện. Và bên trong của căn nhà này thì thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em. 36m² khá là rộng. Với cái căn nhà này thiết kế cũng khá là hợp lý. Ở đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà quý vị nhá. Đây ạ, cái phần không gian phòng khách rất là hợp lý. Ở đây thì chủ nhà có tặng cho mình một bộ bàn ghế. Đồng thời đây là cái vách PVC giả gỗ cũng như là đây giả đá rất là đẹp, độ bền cũng rất là lâu, tuổi thọ của nó khoảng tầm 8 đến 10 năm. Đây là kệ tivi luôn, đây là không gian phòng khách quý vị nha. Đấy, mọi người có thể nhìn thực tế. Và ở đây thì có một cái chiếc phòng bếp xinh xắn nhỏ nhắn cho quý vị. Với cái không gian phòng bếp này, ở đây thì chủ nhà tặng luôn cho mình một bộ bàn ăn luôn ạ. Với cái không gian phòng bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ đấy, ở đây là thiết kế tủ gỗ với hai màu tông trắng và màu nâu rất là sang. Mặt bếp ốp đá đen granite và phụ kiện bếp ở đây chậu đúc và vòi rửa 304. Với cái căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ, bàn giao nhà ngay đúng theo hiện trạng của căn nhà này quý vị ạ. Với cái phần hoàn thiện căn nhà rất là chỉn chu, giá chào bán của căn nhà này là 2 tỷ 450 triệu đồng cho một căn nhà 4 tầng sổ đỏ về ở ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị của căn nhà. Đối với cái căn nhà này thì quý vị anh chị có thể chi trả trước giúp Ngọc Ánh khoảng tầm 1 tỷ 2 tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Đây là không gian ở phòng bếp này, còn có mấy ô cửa sổ để lấy ánh sáng vào trong cái không gian căn phòng bếp này. Ở đây còn một phòng vệ sinh nữa quý vị nhé, ở tầng 1 ạ. Đây còn một cái nhà vệ sinh nhỏ nhắn ở phía dưới tầng 1 đáp ứng cho quý vị sử dụng ở dưới tầng 1, công năng về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên sử dụng 4 tầng của ngôi nhà. Nước ở đây sử dụng là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội quý vị nha. Với cái phần hoàn thiện tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế toàn bộ ở đây là gỗ tự nhiên, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng như vậy. Ngoài anh đã review chi tiết cụ thể đường hướng giá vị trí của cái căn nhà này thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, cách trục chính đường Phú Lương, đường chính luôn 100m. Xung quanh căn nhà này có gì? Gần với cái căn nhà này có trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với chợ Xóm, gần với lại trục đường quốc lộ 21B, gần với bến xe Yên Nghĩa, rất phù hợp với quý vị anh chị nào đi làm ở khu vực Hà Đông, Thanh Oai, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng trên của ngôi nhà. Với tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà này thì thiết kế giống hệt nhau, gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Nó chỉ khác ở cái là tầng 2 nhà vệ sinh thiết kế theo kiểu master ở phía bên trong, còn đây là tầng 3 thiết kế nhà vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây, phòng vệ sinh rất là rộng, đáp ứng công năng cho quý vị sử dụng, phòng nào cũng có cửa sổ thông thoáng. Đó, nó không bị bí. Với cái phần phòng ngủ ở phía tầng 2 và tầng 3 như nhau, cho nên Ngọc Ánh sẽ quay ở phía tầng 3 cho quý vị nhé. Rất là rộng, phòng này rất là rộng và vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất mọi người ạ. Hướng Tây Nam, căn nhà này thì đằng trước không có một cái gì che chắn cả, cực kỳ thoáng, vị trí đi lại rất là thuận tiện. Đây, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Tầng 2 và tầng 3 thiết kế giống nhau. Về cái vị trí thì Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người rồi. Vị trí này quý vị đi làm ở khu vực Hà Đông cực kỳ tiện. Nó gần với lại cầu trắng Hà Đông, nó cách cầu trắng Hà Đông khoảng tầm 7 cây thôi, 6 cây. Và nó cách với bến xe Yên Nghĩa thì nó khoảng tầm 2 cây rưỡi, đi lại cực kỳ thuận tiện. Với tầng 1, tầng 2, tầng 3 Ngọc Ánh đã review rất là kỹ và chi tiết. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây có cái ô dính trời khi Ngọc Ánh vừa bước chân lên phía cầu thang. Cửa sổ của căn nhà này thì cứ gọi là ngập tràn mọi người ạ. Đâu cũng thấy cửa sổ.
đi lên phía cầu thang là ở đâu cũng có cửa sổ đây, mọi người có thể nhìn thực tế luôn nhá. 3, 4, 5 chiếc cửa sổ rất xinh xắn. Và ở trên phía tầng 4 thiết kế như sau. Tầng 4 này ở đây thiết kế một cái không gian phòng thờ cho quý vị, một phòng riêng. Và thiết kế thêm một phòng ngủ xinh xắn nữa. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ thông thoáng, cũng như là ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa rồi. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn. Tất cả các dự án Ngọc Ánh quay và gửi tới tay khách hàng 100% là giá của chủ đầu tư đưa ra. Sổ đỏ chuẩn chỉnh Ngọc Ánh mới làm nhé mọi người. Đó. Đây là phần sân phơi, phần cuối cùng của ngôi nhà mọi người nhá. Nhỏ nhắn, hợp lý. Đó. Thông thoáng. Với căn nhà này hướng Tây Nam, diện tích 36m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, 3 phòng ngủ. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể, chi tiết hơn nữa về căn nhà, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0983 0403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.